Tôi đang mở cái này đây các bác. Hôm nay sửa được cái radio Sony CFS715S này thì mừng quá, thì chia sẻ với các bác luôn. Cảm giác rất là vui, có nghĩa là nó bị con cũ nó bị chết con công suất, IC công suất đi. Tôi đã thay, tôi không phải thay IC mà thay luôn cái mảng này vào cho nó nhanh, đỡ bị hàn đi hàn lại, nó nóng lại trục trặc. Tốt nhất thay cả mảng này, tại vì nó tôi lấy cái một con cũ từ quê xuống, nó gọi là cái hình thức bên ngoài nó bị vỡ các kiểu hết rồi, tại vì cái đồ này rất là giòn. Thì tôi đây tôi thay con đấy, tôi thay cái mảng đấy. Không những thay mà thay một số phần nữa. Đây cái volume người ta sửa, người ta nhét cái volume này vào. Nó không phải là cái volume, xin lỗi các bác, cái gọi là cái balance, cái cân bằng loa ấy. Họ thay bằng cái này này. Đấy, thì thành ra là tiếng không lên, thì thành ra tôi lại phải thay từ cái con mà bị cháy công suất sang. Đấy, nhưng thà tôi hàn cái này còn hơn là hàn IC công suất. Không thích động vào cái IC công suất nhiều. Tay hàn còn kém nên sợ nó nóng quá nó lại tèo mất. Đấy, tôi hàn thay cái này lại, thế là lại lên ngon lành. Tôi lắp vào cái vỏ cũ. Ok, chia sẻ với các bác cho vui. Chứ bây giờ cái này mua thì nó cũng khá là đắt. Nếu như mua cái mới nó đâu đó hơn triệu gì đấy. Nhưng mà mình tự khắc phục được như vậy là rất là vui. Tới đây tôi sẽ vệ sinh đi. Bây giờ tạm thời là tôi biết là nó chạy như thế đã, ngon lành đã. Đây, tôi còn chưa lắp vào đây. Tôi đấu để test thử thôi. Đây nha, tôi quay ra trước cho các bác xem chức năng luôn. Đây, chép đây. Tôi giảm chép đây. Nghe rất hay cái dài này. Chép nó vừa phải, nó không sắc bén quá, và trống thì nó cũng hợp lý, nó cũng không oàm. Đây, balance đây. Balance thì có vẻ là xem nào. Tôi đấu ngược loa các bạn. Có nghĩa là cái loa này lẽ ra là ở bên trái này. Đây. Đó. Ngon lành. Volume thì hiện tại còn hơi sột soạt, lại tôi xịt một ít RP7 vào, nhưng mà tôi sẽ sửa lại trong một thời gian tới nữa cho nó hoàn thiện hẳn. Ok, đang nghe đường line in từ laptop vào, nhạc rất hay, tạo cảm giác rất là vui hơn một tí nữa. Radio ngon lành nhé. Đấy, đấy còn chưa là kết nối anten nữa. Cảm ơn mọi người.